Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin mới: Trung ương họp Phú Trọng thò Biển Đông, bãi Tư Chính, Bô Lão thêm ấm ức. Vâng thưa các bạn, vậy là cuối cùng hội nghị Trung ương 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được nhóm họp vào hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội. Và hình ảnh đó đã được đăng tải trên rất nhiều trang truyền thông trong và ngoài nước cũng như quốc tế. Và ghi rất rõ, sáng ngày 7 tháng 10, hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa 12 họp tại Hà Nội cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình bày đại hội lần thứ 13 của Đảng, tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 cùng một số vấn đề quan trọng khác. Và hình ảnh chúng ta cũng đã thấy rất rõ, đó là việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc tại hội nghị Trung ương thứ 11 sáng ngày 7 tháng 10 vừa qua. Và đây là điều rất đặc biệt khi giữa lúc Trung Quốc đang liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là khu vực bãi Tư Chính, với việc gần 3 tháng nay chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đo đạc mà Việt Nam không thể làm gì để có thể ngăn cản được những chiếc tàu Trung Quốc hung dữ này. Và ngay trong phiên họp đầu tiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự để Trung ương thảo luận. Và hình ảnh tiếp theo mà các bạn cũng có thể tham khảo trên một số trang truyền thông cũng đã đăng tải, đó là việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương phân tích tình hình Biển Đông. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương phân tích dự báo các căn cứ cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông. Nhiệm vụ trọng tâm của cuộc đổi mới, phải nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức, đấy là những tiêu đề của những cái cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Trung ương 11. Và phân tích dự báo căn cứ cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, để chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Và đây là điều mà các bạn có thể thấy, gần như sau 3 tháng im lặng thì buộc ông Nguyễn Phú Trọng đã phải đưa ra thông điệp này cũng như là những nội dung rất quan trọng này vào trong hội nghị Trung ương 11 để bàn thảo. Và với 3 tháng im lặng của ông Nguyễn Phú Trọng đó thì đây là một cơ hội rất tốt để cho Trung Quốc tận dụng được cái thời gian và liên tục thăm dò trong thời gian vừa qua cũng như gây sức ép với quốc tế. Và đặc biệt nhất và nguy hiểm nhất đó là việc vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ở Liên Hợp Quốc đã phát biểu về việc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông, nhưng ông đã không nói rõ là nước nào. Và điều đó càng được Trung Quốc lợi dụng hơn và tận dụng hơn trong thời gian, suốt thời gian qua. Và đây là điều không biết là do vô tình hay là cố tình mà những người đứng đầu đảng như ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho phía Trung Quốc để có thể có thời gian làm tất cả những động tác trong 3 tháng vừa qua mà không bị ngăn cản gì một cách đáng kể. Và đương nhiên đây cũng là một tín hiệu đầu tiên sau hơn 90 ngày kể từ khi Trung Quốc cho tàu thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giờ thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới phát ra điều này. Và ngay trong cái lúc ông họp Trung ương 11 tại Hà Nội thì tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống hùng hậu của Trung Quốc vẫn tiếp tục quần đảo trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiếp tục thăm dò. Và hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ mới nhất là ngày hôm nay do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã chia sẻ trên trang tweet của mình. Và ông viết vào lúc 8 giờ 59 phút ngày 7 tháng 10, tức là đúng cái ngày mà khai mạc Trung ương 11 tại Hà Nội, Hải Dương 8 bắt đầu đi vào miền Nam để thực hiện tuyến khảo sát thứ 6. Tuyến khảo sát thứ 6 này sẽ chỉ cách đảo Hòn Lớn, Văn Ninh, Khánh Hòa khoảng 86,4 hải lý, tức là khoảng 160 km, hoặc Đài Lanh, Hoa Nam, Hoa Tam, Đông Hòa, Phú Yên. Đây là cái điều rất đặc biệt, bởi vì với cái những đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 này, nếu mà chúng tôi để sát lại thì các bạn thấy rất rõ là nó rất thẳng và rất nguy hiểm. Và mỗi cái giải như thế này kéo dài nhiều trăm km và đi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và Hải quân Việt Nam cũng như là lực lượng chấp pháp của Việt Nam gần như là bất lực trước tất cả những cái hoạt động của Trung Quốc đã diễn ra. Và cho đến bây giờ thì Việt Nam chưa có đối sách hữu hiệu với người đồng chí Trung Quốc của mình. Và quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, mà cụ thể giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đã rất khăng khít từ trước và chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần. Hai ông đã có những lần uống trà và hai ông tọa đàm rất lâu, cũng như ông Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến và tham gia vào rất nhiều những cái cuộc ký kết văn kiện hợp tác giữa hai đảng để trao đổi các đoàn sang Trung Quốc để du học bên đó. Và điều đó sẽ dẫn đến những lỗ hổng rất lớn về mặt an ninh
về mặt quân sự, về mặt tình báo và những cái vấn đề khác mà không thể lường trước được khi những cán bộ này có thể tiết lộ những cái thông tin cho phía Trung Quốc, hoặc có thể họ cũng sẽ bị Trung Quốc mua chuộc một cách bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. Và nhưng mà hai đảng là hai đảng Cộng sản cùng đồng thể chế, nhưng giờ đây có lẽ dưới sức ép hàng triệu người dân đang căm phẫn trước hành động xâm lược của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đã khiến ông Nguyễn Phú Trọng không thể im lặng được nữa. Và trong một trong những sức ép đó là chúng ta có thể thấy rất rõ từ những lực lượng bảo vệ chế độ như lực lượng công an và cụ thể là của ông Thiếu tướng Lê Văn Cương. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trong lời phát biểu của ông Thiếu tướng Lê Văn Cương. Ảnh Thiếu tướng Lê Văn Cương phát biểu tại cuộc gặp tại Hà Nội trong ngày 6 tháng 10 vừa qua. Tại tọa đàm khoa học, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an phát biểu thông tin rất đáng chú ý về yêu cầu của Trung Quốc trong một cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Theo tướng Cương, sau khi Tòa trọng tài quốc tế tuyên Trung Quốc thua kiện Philippines, tức là phán quyết PCA 2016, Trung Quốc cử cán bộ sang làm việc với lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và thực hiện 5-0. Thứ nhất, không được ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài. Thứ hai, không được đưa ra ASEAN bàn thảo liên quan đến vấn đề Biển Đông. Thứ ba, trong đa phương quốc tế Việt Nam không đưa phán quyết này ra. Thứ tư, trong đàm phán Việt Nam-Trung Quốc không được đưa vấn đề này. Thứ năm, các đồng chí không được kiện Trung Quốc. Và tướng Cương nói tiếp, tuy nhiên, theo tôi biết, không có đồng chí lãnh đạo Việt Nam nào nói không kiện. Hiện nay vẫn chuẩn bị đầy đủ, nhưng theo tôi thấy cấp trên lúc này chưa thích hợp để kiện. Và đây là tiết lộ của ông Thiếu tướng Lê Văn Cương của Bộ Công an trong cái cuộc gặp vừa qua ngày 6 tháng 10 tại Hà Nội. Và những điều đó rất đặc biệt, và đây chỉ là những phần rất nhỏ mà người Việt Nam thông qua những hội nghị như vậy đã được nhận được cái sự tiết lộ. Và phải chăng Đảng và Nhà nước Việt Nam nên công khai tất cả những cái thông tin này để cho người dân được biết chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như phản ứng của Việt Nam với Trung Quốc, thì những điều đó sẽ giúp cho cái việc bảo vệ đất nước tốt hơn trong thời gian tới. Và ngoài ra, Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương cũng đã thể hiện thái độ của mình hôm ngày 6 tháng 10 tại Hà Nội về vấn đề Biển Đông như sau. Và chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh của ông đã phát biểu cũng như nội dung ông đã nói. Hình ảnh Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương phát biểu hôm 6 tháng 10 tại Hà Nội. Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam nêu nhiều ý kiến. Dự buổi hội thảo này có các anh ở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương. Tôi muốn hỏi các anh, chính phủ có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không? Đây là câu chuyện của toàn dân Việt Nam, giữ được bãi thứ chính là giữ được các đảo khác của Việt Nam. Nếu chúng ta để mất thì Việt Nam sẽ không còn đảo nào. Đây là lời nói rất thẳng của ông anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương đã nói. Và điều này rất đáng suy ngẫm cho những việc đấu tranh với Trung Quốc trong thời gian tới. Và sự đối đầu lên đến cực độ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà chúng ta đã thấy được, đó là việc Việt Nam đã tiết lộ trong thời gian vừa qua gặp và gửi liên tục tới 40 lần công hàm cho phía Trung Quốc trong 3 tháng qua. Nhưng mà nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn không đếm xỉa gì đến những cái văn bản này của phía Việt Nam, và vẫn tiếp tục đưa tới 28 tàu thăm dò ngày càng sâu hơn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã liên tục đưa tin. Và sự kiện hôm ngày 6 tháng 10, tức là tọa đàm khoa học vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế do Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, tức là Viện PLD thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, dường như là một cách Việt Nam đang xì bớt hơi nóng của vụ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông, cũng là biện pháp thăm dò phản ứng của dư luận trong và ngoài nước trước thực trạng nguy hiểm đang hiện hữu trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy, cái hội thảo rất đặc biệt này đã bị hoãn lại nhưng cuối cùng đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội. Đó là một buổi hội thảo bàn về bãi tư chính vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 6 tháng 10 với sự tham dự của nhiều vị nhân sĩ có tiếng. Cuộc gặp có sự tham gia của nhiều nhân sĩ trí thức như giáo sư Nguyễn Đình Cống, cựu đại sứ Nguyễn Trung, giáo sư Chu Hải, giáo sư Trần Ngọc Vương. Ngoài ra còn có ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế Trung ương. Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên gia Phạm Chi Lan, kiến trúc sư Trần Thanh Vân, cựu đại sứ Nguyễn Trường Giang và nhiều người khác nữa. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông của quốc tế đã bắt đầu đăng tải về cái việc này. Và trong nước cũng bắt đầu đăng tải. Và sau đó một ngày, tức là ngày hôm nay, ngày 7 tháng 10,
thì chúng ta đã được thấy ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dường như phụ họa theo dư luận dọn đường, đã lên tiếng về việc Biển Đông, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không dám chỉ thẳng đấy là Trung Quốc. Và các bạn cũng thấy rất rõ ở báo chí trong nước cũng như những tờ báo của Đảng không hề đăng tải việc sự việc này là do Trung Quốc gây ra. Trong cái hội nghị Trung ương 10 vừa qua đã đành, nhưng mà hội nghị Trung ương 11 thì họ cũng không nói gì về cái việc là chỉ đích danh Trung Quốc. Và ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng cũng tương tự như của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đọc trước Liên Hợp Quốc vào hôm 28 tháng 9 vừa qua, không dám nhắc đến nước vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là Trung Quốc. Và đây là cái điều mà Đảng và Nhà nước Việt Nam cần phải xem xét lại. Vì khi muốn quốc tế như ở Đức ở đây, hoặc là những nước khác ở châu Âu, Mỹ và các nước khác bênh vực và ủng hộ Việt Nam, thì phải chỉ rõ là nước nào, và phải là những người đứng đầu của Đảng hoặc Nhà nước cất lên lời nói đó, và phải ra công hàm phản đối hoặc ra những thông cáo báo chí rất rõ ràng như những cái nước ở châu Âu và Tư Bản họ làm. Thì như vậy, trên cơ sở đó thì những cái nước khác họ mới có điều kiện và họ mới có cơ sở căn cứ vào đó để họ ủng hộ Việt Nam. Và phản ứng của ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về vấn đề Biển Đông đã quá chậm chạp sau 3 tháng im lặng, và điều này đã gây rất bất lợi cho Việt Nam và rất có lợi cho Trung Quốc, vì họ đã tận dụng được thời gian như đã nói trong cả 3 tháng qua để làm thăm dò được rất nhiều những khu vực của Việt Nam, cũng như là họ gây được sức ép trước quốc tế và mua chuộc thêm được những cái nước khác để ủng hộ họ trong thời gian tới. Và có lẽ tư duy cùng ý thức hệ cộng sản anh em với Trung Quốc, hoặc do tuổi tác đã quá cao lại chưa hồi phục sức khỏe sau lần đột quỵ tại Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019, nên ông Nguyễn Phú Trọng giờ mới có thể cất được lời dè dặt lên nói tên chủ quyền đất nước đang bị xâm phạm tại Biển Đông, nhưng ông không dám nói đúng chính danh đấy là Trung Quốc. Điều này phải được xem xét lại đầy đủ. Nếu cần thì nên thay thế người đứng đầu đất nước đã quá già và yếu, và chỉ có trình độ xây dựng đảng từ thời Liên Xô đã sụp đổ từ rất lâu. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay, thứ hai, ngày 7 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.